mẹ Maria là đẹp ghê chưa? Đó, đẹp dễ sợ chưa? Quá trời đẹp luôn. Đây là nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế. Còn đây là nhà thờ đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đẹp chưa? Quá đẹp luôn, đẹp lộng lẫy luôn. Đẹp hết hồn luôn. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đẹp xuất sắc, đẹp hơn chữ xuất sắc luôn, đẹp hơn chữ đẹp luôn. Quá trời đẹp luôn rồi. Hết sức rồi. Wow, 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 wow. Đẹp quá trời đẹp luôn nè. Đó. Đó, đẹp chưa? Hết hồn hết vía chưa? Trời ơi, nhà thờ đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đẹp quá trời đẹp, ở đường Kỳ Đồng ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở đường Kỳ Đồng quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Quá trời đẹp rồi. Đó, hết hồn chưa? Khoan khoan, từ từ. Đây là nhà thờ đây nè. Đó, đẹp chưa? Ôi ôi, đẹp quá trời luôn rồi. Đẹp quá rồi, đẹp luôn rồi. Ôi, đẹp quá. Đó, Đức Mẹ nè, Đức Mẹ Ấm Chúa Giêsu nè, đẹp chưa? Đó. Đẹp chưa? Rồi. Ôi ôi, đẹp xỉu luôn. Cái... Nè, đẹp đó, cái đẹp xỉu úp xỉu rau luôn. Hết hồn chưa? Wow. Trời, ra đây chờ chút đi. Trời ơi. Ơi. Đẹp chưa đó? Trời ơi, xuất sắc chưa? Ở trước ta đang chụp hình thôi, mình đi ngõ sau, đi mình đi sau cái bong bóng đi. Wow, đẹp chưa? Đó. Đó, quá trời đẹp luôn. Ừ, trời. Quá trời đẹp luôn, quá đẹp luôn. Mê quá đi. Quả cầu tuyết quá đẹp luôn. Quá cầu tuyết hết hồn luôn, xuất sắc luôn. Quá trời đẹp luôn, quá trời đẹp luôn. Đây nhà thờ, đây nè nhà thờ nãy nhìn vô nè. Đây, đi vô nhà thờ đây. Đây. Ở bên đây có Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp và Đức Chúa Giêsu Kitô Lòng Thương Xót và Thánh Alphonso. Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Đây. Ơn cứu chuộc chứa chan nơi Đức Kitô. Đẹp chưa? Sắc hả, bây giờ đi vô đây. Đó, đây là trong nhà thờ đây. Đó, đẹp chưa? Trời ơi, quá trời đẹp luôn rồi. Ôi, đẹp quá.